Hello mọi người, lại mình cũng Miễn đây. Hôm nay mình sẽ chơi Liên Quân Mobile. Thì mình mới được mua con Zip, nó rất là dễ thương. Nó có thể cạp, nó có thể cạp cọp 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 cọp, nó có thể cạp bất cứ nào, nó có thể cạp người chơi. Chết rồi, bên kia không bấm luôn. Ok, mình sẽ dùng Zip. Cái con này nè mọi người, là cái con gà siêu quậy, là cái con thứ nhất luôn ý. Mà ôi, qua đây cho đại người. Em vừa tóc biến. Em chọn tóc biến. Em quyết định không? Em chọn tóc biến. Em đi chung với chị không? Ok. Rồi Alex với Zip, chị thấy con nào dễ thương hơn? Con Zip. Ừ, tên nó cũng hay. Trời ơi, xem nè. Ai đi được đó với chị luôn. Nãy hả? Chị qua kia cái đi, tí đi chung với em. Cho đợi hình nó đẹp rồi tí đi chỗ khác. Ừ, để cho nó đẹp. Mình cũng đâu cần qua ngắm con gà siêu quậy xíu nữa nè. Gà siêu quậy lưỡi xanh, mới bật ra còn đúng 1 phút. Bên mình lại không có cái con gì giết rồi. Mà tụi mình có con quần chiếc chúa chiếc. Thế chị tải nhanh nhất á. Ừ đúng rồi, chị tải nhanh nhất. Cậu của em đang đét á. Ôi trời ơi, cao không phải đó một nhất. Ôi hồn con có hiếm. Ờ như cái con kia là tải lâu nhất luôn á. Mọi người ơi, đó chứ mình con này phòng lên nó rất là dễ thương. Ê, đợi, đợi. Ở đường giữa, giữa không ai đi. Đi giữa. Mua, thôi thả. Đã hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi nên thả. Hui. Ủa chỉ có hai cái đúng không? À, bên đây là cái này, còn bên máy chiếu của chị là khác. Quên. Thì nó thấy các bạn nó cũng bất ngờ. Cái bạn có chừng rồi mà. Để coi đi có rộng không ta. Ủa nó ngủ rồi vậy. Cho con có rồng chưa? Chưa có. Chưa có rồng. Chạy đi. Hãy chạy đi. Hãy chạy đi. Đi thôi. Trời ơi chị ơi, chị chạy đi trời. Em có lúc bảo hộ. Thật khổ sở. Bảo vệ. Chừng nào còn bảo vệ nói nha, còn nhiều máu. Dù cái này em mời được cho chị, nghĩa có thể bảo vệ chị. Ở đây nó cướp bùa một tiếng rồi lộn. Nó cướp bùa hả? Nó giống như nó đang đánh gạch hơn á. Ừ, giống như nó đang đi đánh con này. Cuốc hồi chinh. Trời ơi, về luôn á trời. Ê, không quá, chị lấy bán điểm đó, em không mua gì không? Nó đang có âm mưu. Trời ơi, đùi lại công bằng với chị đi. Em là gì đánh được con này. À, nó hút em. Bay đi qua nè. Nó hút em như tư lửa vậy á. Ui sức công thi. Ha ha hey 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 mùa. Ok mình đã mặc hình nó. Trời ơi, sao con này hút nhiều vậy.
móc kinh khủng. Nay đánh con kìa. Trời ơi, sao con kia mạnh vậy? Lúc mà con này chết thì nó cười. Ui. Ồ. Để mở miệng to kinh khủng. Chị gan đánh cột. Đánh mạng đó. Trời, con dế này đánh cột cũng nhanh quá không? Con dữ nãy chị đánh không? Chị với em đánh luôn á, con dế cũng đánh cột nhanh á. Trời ơi, em hút đây. Em hút giờ thì ơi, đừng có đi mà, đừng. Từ từ, coi dọn lính. Chị hại đây. Nghĩ nên đi về là vừa. Không cần đâu. Em không có chuyện em chết à? Em phải ăn máu của chị mới được. Trời ơi, quá là tuyệt vời. Quá mệt mỏi rồi. Ủa, chết rồi hả? Chắc phải hút xác chết của chị. Rồi, chú em bắn nè. Mà chờ nó qua. Trời, sao nó lắc quá vậy? Đi tới đây. Ê, trời ơi. Ủa, em không biết tại sao lực, em không biết ôm chủ hả? Trời ơi, nó lắc kinh khủng. Ơ, sao nó không... Tại ai? Nó không cho di chuyển nè. Cuộc đời thật là vinh quang. Hết mạng. Ở sau nãy nó tự di chuyển mọi người, nó nhào vô rít luôn á. Nó cứ cái máy nó lắc lắm mọi người. Nó cứ nhào vô á. Máy nó nhào vô á mọi người, xuống rồi nó vô. Tập hợp. Đã ăn bùa. Chưa ăn, không biết. Gì đâu. Con này bạn đó không biết cách ra rồi, bạn đó không viễn biệt chị. Phải giữ chỗ cụ. Em không sao không làm nổi rồi. Cái nào thôi để chị đánh nhờ. Tất cả đều gục ngã. Trời ơi mấy bạn ơi. Rồi xong. Giờ biết đánh đường nào vậy? Em sắp lên rồi nè. Trời ơi, bà kia mạnh quá, chắc bên kia thắng. Em ơi, đừng nói xui. Mỏi em xui, mỏi đang hơn. Đừng là nói gì cũng như chúng. Mù à à à à à. Mấy con lính này chạy chậm quá. Em ơi. Trời ơi. Khổ quá. Vì cái mạnh em nè. Chị hãy nhìn mạng em xem, em có ổn không? Trời ơi, hơn là em có siêu tăng tóc á. Hỏi là mẹ em ổn không? Ừ đúng rồi, mẹ em không ổn nha chị, giờ em ổn rồi nè. Ê. Trời ơi, con nó chết chắc luôn á. Chị trước đi là vừa.
Mệt quá không đánh được. Ủa sao vốn đứa dụng hết đường vậy? Xong đi chỗ khác nè. Mới ăn bùa. Chứ có làm lại nói đâu mà không ai làm giùm luôn. Đám này chết. Trời ơi như nào. Em ngậm hết luôn á. Em ngậm hết ba bạn. Trời ơi tội ta. Đợi mừng. Oh no. Để xuống nha. Tập hợp. Thà đó. Bạn đó cũng bị rất là ảo. Bạn đó hỏi là tại sao bạn này lặng như thế nhờ. Em đã ngậm hết một nửa người rồi bạn chạy. Chắc em bỏ ra chắc mấy bạn đó cũng sững sờ. Chắc bạn đó cũng sững sờ. Đi. Đi là ok đó. Đội mình chết hết. Còn nữa rồi. Còn ba đứa. Ê, nhìn con kia đỡ nó không có gì. Nó đang làm chị mờ ám rồi đó. Đúng rồi đó. Chỗ ba đứa sao mà ám được. Trà, cũng chết xét. Rồi tới đường giữa. Đường giữa chắc chắc rồi. Em ơi, mình giống đó. Trời ơi, tại sao? Nó dẫn dắt thêm một con nào đó. Rất là ái cá chữ. Quá như vậy. Tập hợp tiếng rồng không mọi người? Ổn vậy. Ê, thấy cái gì không? Thấy gì không? Thấy, em đang còn. Mù ạ ạ ạ. Em đang có rất là bình tĩnh. Không ai trúng được. Này thì mấy bạn đánh của mình nè. Tha cho đấy. Chỗ mấy bạn là mình chạy như điên nãy giờ nè. Trời ơi bạn đâu biết cách ra rồi. Chết đi rồi. Nó biết cách để ra rồi. Là đi ngay. Chỗ chú chịu làm gì đúng đó. Mình phải có một cây đủ cho đâu vui chứ em. Tại vì rất là căng nha. Sao biết mình chở hủ ấy nhờ. Mình lại chở hủ. Tuyệt vời. Để coi. Trời ơi lại mờ với em nữa rồi. Trời ơi mừng chợ hủ. Thật là ngồi mừng bánh không người. Mà em cũng chợ hủ. Trời ơi bắn được một người. Trời ơi hạnh phúc quá. Em mơ giúp được bốn người lận. Em giúp mọi người thôi. Ai bạn đứt. Thôi cái kiếp nào. Ok. Thôi được rồi. Mấy người cũng hết mình. Thôi được rồi. Bye bye mọi người. Ở video xong nha. Subscribe cho một cái kênh nha mọi người. Bye.